Và chúng ta cùng chào đón người chơi tiếp theo, bạn Đào Thúy Duyên đến từ Quảng Ninh. Chào bạn. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay của chương trình Ai Là Triệu Phú. Tên tôi là Đào Thúy Duyên và tôi đến từ Quảng Ninh. Ngày hôm nay thì rất là vinh dự và vui mừng được trở thành người chơi chính của chương trình Ai Là Triệu Phú. Và rất mong là trong quá trình tham gia chương trình thì quý vị khán giả hãy đồng hành, ủng hộ và cổ vũ cho tôi. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ. Tôi thấy bạn bước ra phong thái rất là tự tin nên chúng tôi hy vọng là phần chơi này cũng sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước. Xin mời bạn lên ghế nóng. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Bạn đang là giảng viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Dạ. Bạn dạy môn gì ạ? Anh nhìn em thì anh thử đoán được không ạ? Võ thuật. Em dạy ngoại ngữ ạ. Ngoại ngữ. Vâng, em dạy tiếng Anh. Vâng. Tôi cứ đoán thế thôi chứ còn thường võ là cái mấy cái môn nặng nhọc chắc là các thầy trong trường dạy là chính luôn. Dạ vâng ạ. Vâng, bạn cũng có quân hàm luôn. Dạ. Cấp của bạn bây giờ đang là cấp gì vậy? Hiện tại em đang là đại úy ạ. Vâng, đại úy Duyên. Vâng. Dạ. Chuyên về giảng dạy tiếng Anh. Dạ. Tức là bình thường vẫn cứ đi tập luôn cả các điều lệnh, công tác điều lệnh hàng năm vẫn phải tập lại đúng không ạ? Dạ vâng, chúng em công tác trong lực lượng vũ trang thì đương nhiên là những cái đó là sẽ có trong những cái lịch trình công tác của chúng em ạ. Vâng, có tập bắn súng không? Dạ có. Tôi cũng ngày trước cũng bắn súng hồi tập quân sự thì là 3 viên là tôi được 2 điểm 10. Vâng, tuyệt vời quá. Nhưng mà bia của người bên cạnh, vâng, bia tôi bắn ra ngoài hết. Vâng. Bạn có nói rằng là bạn có sở trường là hát, bạn hay hát những thể loại nhạc nào ạ? Em thì cũng giống như là nhiều bạn trẻ khác thì em thì cũng khá là thích nhạc trẻ, ví dụ nhạc pop. Vâng. Dạ. Tiếng Anh hay tiếng Việt? Em thì nghe cả nhạc Việt Nam, cả nhạc nước ngoài. Bạn hát thử một đoạn được không ạ? Chúng ta dành một tràng pháo tay động viên. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Thế thôi ạ, tại vì em xấu hổ quá nên là không dám hát thêm nữa. Bây giờ bạn đã thấy thoải mái chưa? Em thấy thoải mái rồi. Thoải mái rồi đúng không? Hôm nay bạn đến chơi với chúng tôi cùng với ai ạ? Hôm nay em đến chơi cùng với lại một người em của em là Nguyễn Thị Ngọc Nga. Vâng. Em xin chào anh Tiến Dũng ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Nga. Hiện tại thì em đang là một bác sĩ ạ. Và ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui khi có cơ hội được đồng hành cùng với người chị của em là chị Duyên trong chương trình ngày hôm nay. Thì em muốn chúc cho chị Duyên là sẽ bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng và sẽ chinh phục được tất cả các câu hỏi của chương trình ạ. Tôi thường là gặp những người tên là Nga là tôi thường ứng xử rất là nhẹ nhàng, dịu dàng. Vâng, anh tên là Nga. Vâng, bạn cũng biết lý do rồi đấy. Được. Vâng. Xin cảm ơn bạn Nga. Bạn Duyên thân mến, dạ. Tôi sẽ thông qua với bạn về luật chơi của chương trình. Vâng ạ. Chúng ta có tất cả là 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Đây là 3 mốc mà chúng tôi luôn mong muốn người chơi vượt qua. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hay là hỏi ý kiến bác sĩ Nhi, bạn Nga ở trên kia. Và từ câu số 6 thì bạn sẽ có thêm quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự góp mặt của 2 nhà thông thái, đó là nhà báo Ngô Bá Lục và nhà báo Trương Anh Ngọc. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với 2 nhà thông thái ạ. Vâng ạ, chào hai anh ạ. Em chào, chào anh quay. Xin chào, chào anh. Xin chào đại úy Duyên. Em chào anh ạ. Duyên ơi, lúc nãy mà nghe Duyên hát ấy, chỉ có một câu thôi. Thế mà anh Ngô Bá Lục là một phóng viên mảng văn hóa và nghệ thuật thì anh ấy nói rằng là ôi giọng Duyên hay quá. Và giá như mà Duyên hát được thêm 5-7 câu nữa thì thì còn hay hơn nữa. Hay hơn nữa. Giọng nói rất là ấm và giọng hát thì rất là dễ thương. Vừa nãy thì hình như anh em mình có chào nhau trong chỗ em hóa trang điểm đúng không? Dạ, vâng. Anh thấy em quen quen, hóa ra là bây giờ là chúng mình là đồng hương. Vừa rồi thì em cũng là một người mà thích hát và hát rất hay. Dạ. Thế nên là bây giờ thì anh cũng sẽ tặng em một câu hát để cho em có một cái sự bình tĩnh hơn đúng không ạ? Dạ. Vâng, kéo hát xong rồi mất. Mình hát một cái bài về quê mình nhá. Vâng. Vâng ạ. Hạ Long mênh mông là thế, để em mê mãi mãi trèo. Hạ Long bão giông là thế, để Duyên ngất ngây thuyền say. Đó. Em cảm ơn anh ạ. Kinh quá. Tuyệt vời, Ngô Bá Lục hát tuyệt vời. Duyên ơi, em đã thấy bất run chưa?
Hiện tại thì em cảm thấy khá là thoải mái rồi. Em cảm ơn người anh đồng hương của em là anh Ngô Bá Lục đã dành cho em một cái ưu ái như vậy ạ. Vâng. Và em cảm ơn tất cả quý vị khán chúc giả em bình đã tĩnh, cổ vũ cho em. Chúc em bình tĩnh, tự tin nhá. Dạ, vâng ạ. Đi đến câu số 14 và bọn anh sẽ chờ em ở câu số 15. Dạ, vâng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Bạn Duyên thân mến, tất cả đã sẵn sàng. Vâng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi mà người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một môn học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở nước ta? Tin vui, tin đồn, tin học hay là tin cậy? Mời bạn. Câu trả lời cuối cùng của em là đáp án C ạ. Vâng, đương nhiên rồi. Chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Ghi đông là bộ phận có trong cấu tạo của loại phương tiện giao thông nào? Máy bay, xe đạp, xe buýt hay là tàu hỏa? Xin mời bạn. Dạ, đáp án B là đáp án cuối cùng của em ạ. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Bộ lông của con vật nào sau đây thường có hai màu chủ đạo là đen và trắng? Mèo mun, chuột bạch, chó mực hay là ngựa vằn? Đáp án D là đáp án cuối cùng của em ạ. Vâng, ngựa vằn, hoàn toàn chính xác. Vâng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Từ nào còn thiếu trong câu nói của người xưa có ba chấm thì vái tứ phương? Bệnh, việc, chuyện hay là mệt? Xin mời bạn. Câu trả lời cuối cùng là của em là câu A ạ. A. Dạ. Có bệnh thì vái tứ phương, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Xin mời. Trò chơi nào sau đây không phải trò chơi dân gian của Việt Nam? Đánh đáo, ném còn, cờ tỷ phú hay là rồng rắn lên mây? Mời bạn. Đáp án C là đáp án cuối cùng của em ạ. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Vâng, rất nhanh, chúng ta đã vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên. Dạ. Bạn thấy thế nào? Có cần phải thay đổi gì chiến thuật thi đấu không? Ví dụ như là cần phải bình tĩnh hơn một chút. Đúng là em nghĩ là em cần phải bình tĩnh hơn một chút ạ. Vâng. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu hỏi số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và bắt đầu từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một người trợ giúp. Đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Vâng. Và cũng từ thời điểm này, các nhà thông thái sẽ bị ngắt kết nối cùng với trường quay. Vâng ạ. Họ không biết gì diễn ra trong này cho đến khi bạn có nhu cầu muốn gặp họ. Và bắt đầu từ đây thì bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Dạ. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Mochi là loại bánh có nguồn gốc từ nước nào? Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc hay là Nhật Bản? Xin mời bạn. Câu này thì em nghĩ là đáp án D là đáp án chính xác ạ. Vâng. Vâng. Đấy là đáp án cuối cùng của bạn. Vâng ạ, đáp án cuối cùng của em là đáp án D ạ. Đáp án D. Vâng. Có rất nhiều các cái tên đồ ăn, đồ uống. Dạ. Mà bình thường đọc lên là chúng ta thấy là gắn với một quốc gia nào đấy luôn. Vâng. Bạn có biết thường như kiểu rượu soju thì sẽ gắn với quốc gia nào không? Rượu soju là của Hàn ạ. Của Hàn Quốc, nhưng tôi rất ngạc nhiên là một lần tôi sang Nhật thì tôi được uống rượu soju của Nhật Bản. Hóa ra là cả hai nước đều có rượu soju. Dạ. Nên là bốn nước này trông thế thôi, nhưng cũng không hẳn, chưa chắc là chỉ có riêng Nhật Bản thì có cái có món đấy. Chi. Vâng. Vâng. Và kết quả chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã chọn phương án Nhật Bản cho câu hỏi là mochi là loại bánh có nguồn gốc từ nước nào? Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Ngày nay để mua một loại bánh kẹo nào đấy của nước ngoài ở Việt Nam quá đơn giản. Thậm chí là bánh mochi này bây giờ cũng bán rất nhiều.
ở các tiệm bánh ngọt. Vâng, dạ, họ cũng bán cả bánh mochi. Rồi nếu mà đến Nhật Bản thì chúng ta sẽ được thấy cả cái phần biểu diễn, tức là một bác thì cầm chày gõ rất nhanh, một bác thì là cho tay vào. Chắc là các bác trong quá trình tập luyện cũng giã vào tay nhau rồi. Những cái bác mà không bị giã vào tay thì mới lên để biểu diễn thôi. Còn mấy cái bác bị giã vào tay chắc bỏ nghề rồi. Dạ. Vâng. Như vậy là bạn đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng hiện tại của bạn đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Dạ. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa ạ? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, người dân cả nước chính thức được sử dụng mẫu mới của loại giấy tờ nào sau đây? Hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe hay là căn cước công dân? Mời bạn. Em nghĩ hộ chiếu thì không phải ạ. Giấy phép lái xe cũng không phải. Căn cước công dân thì đã làm từ trước ngày 1 tháng 4. Bạn là người trong ngành nên chắc là bạn biết là các chiến sĩ đặc biệt là đang làm trong công tác làm thẻ căn cước là làm ngày làm đêm luôn, rất vất vả đúng không ạ? Dạ. Em xin sử dụng sự trợ giúp 50-50 ạ. 50-50? Dạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Ồ. Đáp án B là đáp án cuối cùng của em ạ trong câu hỏi này. Đáp án B. Bạn có được phát cái tấm thẻ bảo hiểm y tế không ạ? Trước nó bằng giấy ấy. Em có ạ. Vâng. Nó cũng hay kiểu mình để trong ví nó hay bị nhăn rồi nó hay bị ướt rồi mồ hôi rồi có khi ví bị ướt vân vân. Dạ. Và chính vì thế nên là nó đang được thay thế bởi là cái loại thẻ có kích thước nhỏ hơn. Đúng rồi ạ. Giống như là thẻ căn cước và làm bằng chất liệu là được ép plastic để cho chắc ăn. Và đó chính là thẻ bảo hiểm y tế. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn hiện nay đang là 6 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Dạ. Bạn còn 3 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Nhạc hiệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam là giai điệu của ca khúc nào? Diệt Phát Xít, Ca Ngợi Tổ Quốc, Chiến Sĩ Việt Nam, Việt Nam Quê Hương Tôi. Mời bạn. Dạ. Bốn phương án. Nhạc hiệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì em được biết là đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Vâng. Dạ. Nguyễn Đình Thi thì vừa là một nhà thơ, vừa là một nhà soạn nhạc. Vâng. Và cái ca khúc đấy chính là ca khúc Diệt Phát Xít. Diệt Phát Xít. Vâng. Bạn có nhớ cái giai điệu của cái đoạn nhạc em nào? không nhớ được cái giai điệu, nhưng mà tên của bài hát thì em lại nhớ và người sáng tác thì em cũng nhớ là vâng, bạn lại đọc tên tác giả trước, chứng tỏ là rất tự tin ở phương án này. Và vậy lựa chọn của bạn là gì? Đáp án cuối cùng của em là đáp án A. Đáp án A. Dạ. Diệt Phát Xít. Cái đoạn nhạc nó như này. Tan taran tan taran tan taran taran taran. Đúng rồi. Và đó chính là Diệt Phát Xít. Xin chúc mừng bạn. Đây là ca khúc được nhạc sĩ viết vào năm 1945. Vâng. Và thông tin hoàn toàn như bạn đã nói, đó là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Dạ. Bạn đã vượt qua câu số 8 rất nhanh gọn. Phần thưởng của bạn hiện nay đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Dạ. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Dạ. Bạn sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Chương trình của NASA với mục tiêu đưa con người quay trở lại mặt trăng vào năm 2024 có tên là gì? Odyssey, Uranus, Artemis hay là Selene? Xin mời bạn. Đối với lại câu hỏi này thì thực ra thì em đang nghiêng về phương án A. À. Em đã gặp cái danh từ này rồi. Vâng. Nhưng mà thực ra trong câu này em nghĩ là cái trí nhớ của em nó hoàn toàn có thể sai. Vâng. Em xin sử dụng sự trợ giúp hỏi ý kiến các nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Dạ. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái ạ. Vâng ạ, xin chào hai anh ạ. Có chúng tôi đây rồi. Vâng. Xin chào. Dạ. Người chơi của chúng ta đang gặp một chút khó khăn và muốn nhờ tới sự trợ giúp của các anh sẵn sàng chưa? Chúng tôi sẵn sàng rồi. Vâng ạ,
Người chơi và các nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Các anh cho em hỏi là chương trình của NASA với mục tiêu đưa con người quay trở lại mặt trăng vào năm 2024 có tên là gì ạ? Odyssey, Uranus, Artemis hay là Selene ạ? Duyên ơi, anh có đọc được các thông tin liên quan đến dự án này là đưa người trở lại mặt trăng vào năm 2024 của NASA và tên của nó là Artemis. Artemis cho anh đáp án C. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Tôi đã không nhầm về người bạn của mình. Vâng, cảm ơn các nhà thông thái. Dạ. Anh ấy có khả năng ghi nhớ và cái cách ghi nhớ của anh Trương Ngọc rất đặc biệt là anh ấy ghi ra giấy. Dạ. Nên là mỗi chương trình bình luận bóng đá của anh ấy là anh viết một nửa gam giấy của trường quay. Cũng hơi tốn. Dạ. Anh toàn viết tay thôi, anh không dùng máy tính. Và anh ấy tư vấn cho bạn là phương án C, Artemis. Xin cảm ơn anh Ngọc và anh Lục đã tư vấn cho em và câu trả lời cuối cùng của em là câu C, Artemis ạ. Vâng. Artemis. Vị thần này là chị em song sinh của thần Apollo. Vâng. Và tên Apollo. Của vị thần này là Artemis. Phương án C là phương án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu hỏi số 9. Phần thưởng hiện nay cô ấy bây giờ đang là 14 triệu đồng. Cô ấy sẽ đến mốc quan trọng là mốc số 10. Nếu vượt qua mốc số 10, phần thưởng sẽ tăng lên là 22 triệu đồng. Dạ. Bạn còn 2 quyền trợ giúp. Dạ. Bạn sẵn sàng đến với câu số 10 chưa ạ? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020, vận động viên nào là đại diện góp mặt ở lĩnh vực thể dục thể thao? Lê Thanh Tùng, thể dục dụng cụ. Nguyễn Văn Quyết, bóng đá. Nguyễn Văn Đương, boxing. Hay là Nguyễn Huy Hoàng, bơi lội. Mời bạn. Câu hỏi này thực sự là em hoàn toàn không có biết được câu trả lời đúng. Em xin gọi điện thoại cho người thân ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Và bạn sẽ gọi điện cho ai ạ? Dạ em xin gọi điện cho một người em của em là Nguyễn Duy Quynh ạ. Nguyễn Duy Quynh. Vâng. Vâng. Chúng tôi xin kết nối với bạn Quynh ạ. Alo ạ. Vâng ạ, xin chào bạn Quynh ạ. Dạ vâng, chào anh. Chúng tôi đang ngồi ở trường quay Ai Là Triệu Phú và đang ngồi với người bạn của bạn là bạn Đào Thị Duyên. Bạn Duyên đang gặp một chút khó khăn và muốn nhờ sự trợ giúp của bạn Quynh. Bạn Quynh sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, sẵn sàng rồi ạ. Dạ vâng ạ. Chúng tôi sẽ dành cho hai người 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Vận động viên nào là đại diện góp mặt ở lĩnh vực thể dục thể thao trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2020? Vận động viên nào là đại diện góp mặt ở lĩnh vực thể dục thể thao trong danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam? Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Đương hay Nguyễn Huy Hoàng? Nguyễn Văn Đương. Nguyễn Văn Đương. Ok, cô cảm ơn Quynh nhá. Tôi vừa nghe loáng thoáng là cô cảm ơn Quynh. Tức là đây là sinh viên dạ, của bạn. Dạ đúng rồi ạ. Quyết định của bạn thế nào? Khi mà bạn Quynh đưa ra câu trả lời này thì em hoàn toàn tin tưởng ạ. Vâng. Và đáp án cuối cùng của em là đáp án C ạ. Đáp án C. Dạ. Vâng. Khi mà nhắc đến bạn Đương một cái là các bạn có để ý không là người chơi của chúng tôi cứ như này. Nhắc cái boxing phát là động tác phải khác ngay. Nhưng liệu đấy có phải đáp án chính xác hay không? Thì chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa. Vâng ạ, xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi đã chọn phương án C, Nguyễn Văn Đương, bộ môn boxing, sau khi sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Và đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, như vậy là người chơi của chúng tôi đã vượt qua câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện nay của bạn ấy đang là 22 triệu đồng. Dạ. Và nếu bạn vượt qua câu hỏi số 11, phần thưởng sẽ tăng lên là 30 triệu đồng. Dạ. Bạn chỉ có một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến người bạn đồng hành, bạn Nga ngồi trên khán đài. Dạ. Và ở mức thưởng này thì tôi
được vinh dự gửi tặng bạn một tấm séc trị giá là 22 triệu. Theo như luật của chương trình thì em đã chắc chắn là chủ rồi ạ. Chắc chắn là dạ, tấm này hoặc là một tấm lớn hơn. Vâng. Vâng. Anh có thể cho em cầm tấm séc này được không ạ? Nhất để trí. Em lấy may ạ. Bạn cứ ngồi đấy ạ. Vâng. Tôi xin gửi bạn. Em cảm ơn anh ạ. Vâng. Bạn thân mến, bạn đã sẵn sàng với câu 11 chưa? Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 11. Những ngày đầu năm mới, người Pháp thường ra đường để xem hướng gió đoán thời vận của năm. Gió thổi hướng nào sẽ báo hiệu một năm bình an, mưa thuận, gió hòa? Hướng Nam, hướng Tây, hướng Đông hay là hướng Bắc? Một câu hỏi mà em chưa có một ý niệm nào cả. Vâng, vậy quyết định của bạn là gì? Quyết định của em là em sẽ hỏi ý kiến người bạn đồng hành của em ạ. Vâng ạ, chúng tôi xin mời bạn Nga. Hai chị em cứ bàn bạc với nhau thoải mái. Vâng, mời hai bạn. Cái câu này thực ra thì em cũng không có dự định nhiều. Nhưng mà dù sao là chị cũng đạt được mốc số 10 rồi. Thì đây chị em mình sẽ là thoải mái để tư duy thử xem là như thế nào. Thì gió thổi hướng nào sẽ báo hiệu một năm mới bình an. Thuận buồm xuôi gió. Thì cái hướng thì mình sẽ nên là hướng ra biển ấy. Mình sẽ thấy là kiểu như thế thì nó sẽ hay, hoặc mình cái tư duy là một là từ biển hướng vào, hai là từ cái hướng ra biển. Đấy. Thì chị xem là kiểu về cái địa lý của nước Pháp thì mình sẽ chọn. Trong câu trả lời này thì em xin được lựa chọn đáp án cuối cùng của em là đáp án B ạ. Hướng Tây. Tại sao bạn lại suy luận là hướng Tây? Một năm mưa thuận gió hòa thì lại là gió đến từ hướng Nam. Chứ không phải là đến từ hướng Tây. Dạ vâng. Vâng. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Chúng ta dành một tràng pháo tay. Dạ. Đúng là như bạn suy luận ban đầu, có khi mà bạn cứ theo cái hướng là như là người Việt mình lại dạ, thích hướng Nam. Vâng. Vâng, thì biết đâu là Pháp cũng lại na ná như mình. Na ná như vâng. Đến từ hướng Nam. Và đây là thêm thông tin để dành cho hai bạn. Dạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cả hai bạn. Như vậy là các bạn đã được lên hình cùng nhau, sử dụng hết cả 4 quyền trợ giúp. Dạ. Và chúng ta vẫn chiến thắng một phần thưởng rất lớn. Cảm ơn Nga rất nhiều. Em có thể trở lại khán đài. Vâng. Xin chúc mừng bạn. Bạn đừng quên tấm séc của bạn. Dạ vâng ạ.